Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Gọi ngay MangoTours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Thảo Hiền, Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng Sang Thời Sự Thế Giới trong phần tin tức thứ 3 hôm nay. Xin nhắc với quý vị rằng thứ 5 này 6 giờ chiều sau phần tin tức, chương trình đặc biệt hội tranh luận giữa Tổng thống Joe Biden và ông cựu Tổng thống Donald Trump sẽ được trực tiếp truyền hình trên Little Saigon TV. Sau đó sẽ có buổi hội luận giữa bác sĩ Ngô Bá Định và luật sư Nguyễn Quốc Lân với anh Vũ Trung Điều Hợp. Một lần nữa, trực tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu xem hai vị sẽ đương đầu với nhau như thế nào, những cái vấn đề được đưa ra, và CNN sẽ chất vấn hoặc cũng như đặt các câu hỏi. Cũng như chúng tôi đã từng đưa ra ngày hôm qua đó, họ có những cái điều lệ không có khán giả, và lần đầu tiên có quảng cáo trong buổi tranh luận, dường như để cho hai vị cũng là người cao niên rồi có thì giờ nghỉ ngơi và chuẩn bị tư thế, cũng như không có máy prompter, máy để hai vị đọc. Một lần nữa, kính mời quý vị cùng theo dõi buổi tranh luận vào tối thứ năm 6 giờ chiều California. Ngày hôm nay thời tiết như thế nào, liệu rằng trời có mát hơn ngày hôm qua không Thảo Yên? Đỡ hơn hôm qua hay là the same? Chắc đỡ đỡ hơn thưa quý vị. Hôm nay đó thì thấy ở Westminster khoảng đầu 80-81, nhưng bắt đầu từ Anaheim đi lên khu vực Riverside thì hôm nay cũng còn khoảng 83-84 độ. Phải qua đến ngày mai đó thì quý vị mới thấy là nhiệt độ nó giảm từ từ xuống, ngày mai còn khoảng đâu có 80-82 là cao thôi. Và cái nhiệt độ mà dễ chịu đó thì kéo dài được cho đến khoảng hết ngày thứ sáu, bắt đầu từ thứ bảy nhiệt độ lại tăng lên trở lại, đầu tuần tới lại có một cái đợt nắng nóng nữa trên 85 độ bắt đầu từ tuần tới thưa quý vị. Ngày hôm nay thì cơ quan an ninh vận tải Hoa Kỳ đưa ra con số chúng tôi đọc cũng không thể hiểu được luôn, gần 3 triệu người Mỹ xuất hiện ở phi trường ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, 3 triệu du khách, hành khách trong một ngày mới ghê chứ thưa quý vị. Đó là hôm Chủ nhật vừa qua, chưa hề có. Và mình cũng biết bắt đầu vào ngày chiến sĩ trận vong là ngày nghỉ lễ mùa hè. Sau đó thì những cái báo cáo của cơ quan an ninh rất là quan trọng, bởi vì họ sẽ là người giám sát số lượng người di chuyển, bao gồm du khách ngoại quốc vào Mỹ trên khắp các phi trường 50 tiểu bang của Mỹ, rồi cộng với các vùng lãnh thổ chẳng hạn như là Puerto Rico vân vân, và kể cả Hawaii nữa. Số lượng 2.99 triệu, tức là gần 3 triệu hành khách di chuyển trong một ngày vào hôm Chủ nhật. Và chưa hết, họ dự trù cái số lượng du khách này vào trước ngày lễ độc lập của nước Mỹ 4th of July thì cũng kinh hoàng luôn, có thể vượt quá 3 triệu người. Họ có thể di chuyển bằng nhiều thứ, đi xe 50 dặm trở lên, xe lửa, nói tất cả là các phương tiện. Và điều này để cho thấy, mặc dù nhiều người ta thán về tình trạng lạm phát, California đang chuẩn bị có thể bắt ép buộc hầu hết các cơ sở thương mại phải tăng lên thành $18 một giờ. Thế nhưng không ngăn cản số lượng du khách, không chỉ vào những cái thành phố rẻ tiền hoặc là vừa túi tiền, họ đi cả luôn California nữa, càng ngày càng đắt đỏ hơn thưa quý vị. Bởi vì đến California phải đi Disneyland, Hollywood v.v. và đi vào trong các nhà hàng ở Los Angeles. Quý vị ta thán ở quận Cam lên trên Los Angeles mới thấy được nhiều cái giá trong nhà hàng thực đơn cao hơn rất là nhiều, kể cả San Francisco nữa. Nhưng mà đây cũng là tin vui cho người Mỹ, họ phải rủng rỉnh tiền trong túi. Cũng có thể là sử dụng thẻ tín dụng để thôi đi chơi cái đã, rồi trả tiền sau. Đồng thời cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp thấp,
rồi số công ăn việc làm gia tăng mạnh trong thời gian qua, nền kinh tế Mỹ đang vẫn còn tốt đẹp. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì Microsoft chỉ một tin tức thôi. Công đại công ty của Hoa Kỳ hiện nay đang đương đầu với tình trạng cạnh tranh không công bằng. Microsoft bị Liên hiệp châu Âu để mắt tới và có thể đưa ra những cái phán quyết bất lợi cho Microsoft, tương tự như đối với Facebook và Google. Bởi vì một trong những cái nỗ lực của các đại công ty khi mà họ tung ra một chiến lược làm thế nào để hạ bệ các đối thủ, trong đó đối thủ ở Mỹ, đối thủ ở châu Âu. Nhưng bởi vì châu Âu họ không có phát triển cái ngành công nghệ như Hoa Kỳ, phần lớn là lệ thuộc vào ngành công nghệ của Mỹ. Tuy nhiên kèm theo là những điều lệ vô cùng khó khăn, từ vấn đề kiểm soát, an ninh, an toàn cho các cá nhân, quyền riêng tư vân vân, cho đến việc không cho phép các đại công ty này bá quyền, độc quyền để rồi mua. Phần lớn các nỗ lực của các công ty này là mua lại các công ty nhỏ, không có một công ty nào có thể gọi là ngóc đầu lên được. Vừa xuất hiện một cái là họ bỏ ra vài trăm triệu Mỹ Kim hoặc lên đến cả tỷ Mỹ Kim để mua lại, rồi biến nó thành một cái khu vực, một cái công ty nhỏ hoặc là giải thể cả cái công ty đó luôn. Với cái việc mà đương đầu như thế thì Dow Jones, với một phần họ bán tháo các cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua, hôm nay xuống 273 điểm, còn có 39.137 mà thôi, trước đó là 39.450. Nasdaq lên 189 điểm. Điều này cho thấy ảnh hưởng của AI vẫn tiếp tục giúp cho thị trường Nasdaq tăng mạnh, 17.686, S&P 500 lên hơn 15 điểm, 5.462. Công trái phiếu 10 năm là 4,25 điểm. Đáng chú ý, công trái phiếu 10 năm trong thời gian qua hầu như đứng yên tại chỗ, thưa quý vị, vẫn chờ đợi Quỹ Dự trữ Liên bang giảm lãi suất. Dầu xuống 11 cent, 81 đồng 52 cent, vàng xuống 11 đô 50 cent, 2.333 đồng 30 cent một troy ounce. Và thưa quý vị, vào hôm cuối tuần đó thì cảnh sát ở tại San Diego cũng như là cộng đồng người Việt Nam cố gắng tìm kiếm một người phụ nữ gốc Việt, chị đi leo núi chung với một nhóm có thể nói là bạn cũng như là những người tham gia chung vào một cái tổ chức từ thiện. Nhóm này họ đi leo núi để mà gây quỹ, dùng tiền đó gửi về Việt Nam giúp đỡ trẻ em nghèo được đi học. Thế nhưng không may là vào hôm Chủ nhật khi mà cùng leo núi với cái nhóm bạn này đó thì chị bị lạc. Lúc đó thì cả nhóm đã gọi cảnh sát hy vọng là sẽ tìm được chị. Thế nhưng cuối cùng thì đã tìm được, nhưng mà với cái kết quả không có ai mong muốn hết, thưa quý vị. Thì đây là chị Diễm Lệ Nguyễn, 50 tuổi. Được biết là hôm sáng sớm Chủ nhật thì nhóm của chị đã cùng nhau sẽ đi leo lên cái con đường mòn gọi là Nighthawk Trail ở cái núi gọi là Black Mountain ở tại khu vực San Diego, thưa quý vị. Thì được biết là cái đường mòn này đó, Nighthawk Trail, thì nó dài tổng cộng là gần 4 mile, là tính cả đi lẫn về đó, thưa quý vị. Và nếu mà đi hết luôn, đi vào xong rồi đi ra ngược trở lại thì tốn khoảng 2 giờ đồng hồ, và được đánh giá là khó vừa thôi, moderately challenging, chứ cũng không thuộc gọi là dễ đi. Và được biết là cái nhóm của chị Diễm đó, thì tại vì là cái tổ chức từ thiện cho nên là nhiều người, rất nhiều người, chắc khoảng mấy chục người, thì không phải ai cũng là những người mà thường hay leo núi. Có những người là đây là lần đầu tiên họ đi, cho nên được biết nhóm của chị đi rất là sớm. Thế nhưng mới đến khoảng 8 giờ sáng thôi thì cả nhóm quyết định ngừng lại khi mà có nhiều người họ bị đuối sức, họ mệt, họ không đi được nữa. Thì được biết là bởi vì chắc trước đến giờ đó chị Diễm là từng leo, cho nên và có thể là chị quen thuộc với cái khu vực này nữa, cho nên chị quyết định một mình tiếp tục để mà hoàn tất cái chặng đường này, và chị đi một mình thôi. Cả nhóm họ quyết định họ ngừng lại. Thì được biết là ngày hôm đó đó, nhiệt độ ở cái khu vực cái núi này thì lên đến 100 độ, thưa quý vị, và đã được cảnh báo từ 1-2 ngày trước đó, là hôm Chủ nhật, là cảnh báo về nắng rất là nóng, cần cẩn thận.
Thì cái tấm hình này là cái tấm hình khi mà nhóm của chị leo lên rồi mọi người chụp hình kỷ niệm đó, và cũng là cái tấm hình cuối cùng. Thì khi mà chị đi một mình như vậy, đến khoảng 9 giờ rưỡi thôi quý vị, phía nhóm của chị nói là chị gọi lại cho nhóm, nói là chị đã leo xong rồi, đến cái đoạn cuối rồi, thì đi vào rồi, thì bây giờ nghĩa là phải đi ra ngược trở lại. Nhưng mà sau đó cả nhóm coi như là không ai nhận được điện thoại của chị nữa. Thì sau được biết là sau này đó, gia đình của chị nhận được điện thoại của chị, chị gọi ra có vẻ như cầu cứu rồi quý vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chợ Tràm Chim trên đường Westminster trong khu chợ Sài Gòn là nơi lý tưởng để họp mặt bạn bè với các món tôm hùm xào đặc biệt, tôm nghêu, hào sò nướng, lẩu dê, món mới cá nướng da giòn thơm ngon không đối thủ. Cuối tuần tăng cường thêm món gà nướng lu. Đặc biệt, sót hai party tray cho 10 người chỉ từ 220 đồng, tặng thêm khay trái cây tráng miệng hay 5 khay có luôn 5 pound lobster chỉ có 320 đồng, free delivery trong vòng 5 mile. Quý khách đến tiệm ăn trên 100 đồng sẽ được tặng một con cá nướng. Chợ Tràm Chim mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 11 giờ tối. 7149513194. Đây là sản phẩm số 1 Nhật Bản được nhiều người tin dùng và sử dụng, giảm ngay các triệu chứng và biến chứng của tiểu đường như mệt mỏi, giảm thị lực, tê bì tay chân, loét bàn tay chân tiểu nhiều. 80% bệnh nhân đều giảm được lượng đường chỉ từ sau 2 đến 3 tuần sử dụng. Ngoài ra còn giúp lưu thông khí huyết, mỡ máu, thải độc cơ thể. Một hộp có 14 miếng, mỗi tối trước khi đi ngủ anh chị sẽ dán 2 miếng vào lòng bàn chân rồi đến sáng hôm sau bóc ra. Đang có bán tại Bảo Thi Shop 800 899 5565 hay 714 230 5591.